Làm gì để họ sợ mất và trân trọng bạn? Số 1, đó chính là biết giá trị của bản thân. Có cái tiềm thức là luôn luôn muốn nâng cao giá trị và tư duy của mình bằng cách là học hỏi, bổ sung kiến thức cho bản thân mình và không ngừng phát triển. Các bạn cũng phải biết cách đổi mới bản thân nữa, ít nhất là cũng phải đổi vẻ bề ngoài, đổi kiểu tóc. Nói chung là lúc nào cũng chăm sóc và đầu tư vào cho mình những cái điều chất lượng nhất. Tại sao lại phải làm như vậy? Đó chính là để cho đối phương không có cảm giác chán bạn và không có cảm giác như là nhìn bạn lúc nào cũng chỉ có một màu á. Điều số 2 đó chính là biết cách gìn giữ bản thân mình và xem sự chung thủy nó như là một cái trách nhiệm. Thể hiện mình là một con người có giáo dục, có đẳng cấp và có ý thức. Nói chung là một người có tính tình đàng hoàng chứ đừng có đi dây dưa với người này người kia. Và nó có liên quan đến điều số 3, đó chính là đừng bao giờ làm những cái chuyện mà muốn để người ta ghen. Là mình có những mối quan hệ mập mờ với người này người kia, hoặc là nói theo kiểu như là cái anh đó thích em kìa, cái bạn này thích em đó, kiểu vậy. No. Người ta sẽ yêu bạn không phải là tại vì người ta ghen hay là người ta thấy nhiều người thích bạn nên là người ta sẽ yêu bạn, mà người ta yêu cái con người của bạn, yêu cái giá trị của bạn. Giá trị của bạn nó nằm ở cái cách mà bạn cư xử đúng đắn như thế nào. Khiến cho người ta cảm thấy bất an bằng cách là mình đi khoe khoang về những mối quan hệ ở bên ngoài kia của mình thì nó không phải là một cách hay chút nào cả. Số 4, cầm lên được, buông xuống được. Thái độ số 4 này sẽ khiến cho người ta cảm giác là trước khi mà người ta làm cái gì người ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vì người ta biết rõ bạn là một con người cầm lên được, buông xuống được, nên là nếu như người ta chỉ cần làm lỗi với bạn, gặp phải trúng những cái lỗi mà bạn không chấp nhận được là bạn sẵn sàng bạn bỏ người ta ngay. Năm, đó chính là không bao giờ đi đánh ghen. Cái này nó là gọi là một cái đẳng cấp luôn á. Ở cái chỗ là khiến cho người kia họ nể phục bạn và họ sẽ rất là sợ mất bạn. Vì bạn và những người râu ria như ở bên ngoài mà có cái ý định xâm lấn vào mối quan hệ giữa bạn và đối phương ấy là người không cùng đẳng cấp. Nó thể hiện cái giá trị của bạn rất là cao và người ta sẽ cảm nhận rằng là bạn sẽ không có làm gì để mà tranh giành cái mối quan hệ này cả. Và cái việc mà người ta ở bên cạnh bạn nó là cái phước của người ta. Nên là cái việc đi đánh ghen với lại người khác chỉ vì tình yêu hoặc là để tranh giành một ai đó, nó là một cái hành động kiểu cực kỳ hạ thấp giá trị của một người con gái luôn ấy.